đêm nào quen một người mà yêu thương trao nhau vâng xin kính chào tất cả quý vị và các bạn đã trở lại với kênh của CaLi Sài Gòn và xin chúc cho tất cả quý vị một ngày thật vui vẻ bình an và đại gia đình xanh đọt chuối được nhiều sức khỏe vâng cái bài hát vừa rồi là nửa đêm ngoài phố của cháu Hồ Văn Cường mà khi mà cháu giao lưu cùng với lại khán giả à, mình cũng đã nhập tâm và cũng đã tập thưởng lần con xem sao không quý vị ha <laughs> à, vâng cái bài này mình cũng rất là thích vâng cái bài nào mà của cháu cường hát á, thì à, đa số 10 bài là mình đã tập dợt được tới bảy tấm bài rồi Vâng, cái câu chuyện của cháu Hồ Văn Cường làm cho chúng ta cảm thấy rất là hạnh phúc, vui sướng Khi mà cháu trình diễn vào cái đêm 1 tháng 10 à, Ở ngoài đó thì quý vị thấy rằng Có hơn 750 FC xanh đọt chuối đăng ký và hơn 600 người đã đăng ký dự cái buổi tiệc liên quan sau đó Hình ảnh những ngoại, nội và các cô dì chú bác lên sân khấu để tặng Wow, cho cháu cờ phải nói thật sự là rất là ấm cúng trong những cái cơn mưa mà cơn mưa này là cơn mưa hạnh phúc quý vị thấy rằng rõ ràng trước khi cháu hát thì trời mưa ha lâm râm trời mưa ha à, khán giả phải đội áo mưa mặc và đội phải đội áo mưa rồi ngồi lắng nghe nhưng mà khi mc giới thiệu đến đến cháu thì tự nhiên trời quang mây tạnh và những ca khúc của cháu liên tục liên tục à, phải nói rằng là ông trời cũng chiều lòng người và cũng thương cho một đứa cháu một một đứa con trai hiền lành chất phát như là cháu hồ văn cường đã chịu nhiều sông ba phong ba bảo tố thị phi để bây giờ được đi lên đứng vững bằng đôi chân của mình bằng sự thương yêu của nhiều người đêm hôm đó phải nói là phó tổng giám đốc cô lê thu đã tạo cơ hội cho cháu ra ngoài hòa bình trình diễn và đây cũng là một đặc trưng để cho nhiều người biết thêm về công ty uh, uh, v tám thành đạt này không quý vị ha phải nói thật sự ra là ai cũng có lợi hết à, lúc trước thì mình chúng ta cũng chẳng có biết gì về công ty này chúng ta không có biết về một chút xíu gì hết à, nhưng sau cái ngày 1 tháng 10 và trước đó bây giờ nhiều người trong nước và ở hải ngoại đã biết về một công ty v 8 Thành Đạt phòng vệ ha và cũng đã biết những người ở nơi đó, những người lãnh đạo nơi đó như là cô Lê Thu đây, phó tổng giám đốc có một trái tim nhân ái và phải nói là sự xử lý rất là khéo léo với lại tính, cái cái tính nhân bản. Tôi thích cô này vì cô đu sô của cháu hồ văn cường hai ba show rồi chứ không phải là đây là lần đầu tiên đâu nhưng mà trong một cái thái độ là hòa mình cùng với fc xanh đọt chuối và không tỏ ra ta đây là một người à, có chức quyền lãnh đạo trong một công ty một tập đoàn lớn mà vẫn là một người bình thường một fc áo màu xanh hòa mình và nhập chung với tất cả của đại gia đình đó mới là cái tính cách đáng nói cũng như một sư cô à, mình muốn nhắc lại về cái cái nghĩa cử này cô đã quên sư cô đã quên cái chứng minh nhân dân thì không thể bay cho nên phải trở lại bình thuận và nhờ có giang xe tải để vào lại trong sài gòn để đu sô cùng với lại cháu hồ văn cường nhưng mà cô vẫn vui vẫn à, thấy mình hạnh phúc khi cùng với tất cả mọi người bay ra tới Hà Nội Hòa Bình để chung vui ngày 1 tháng 10 đem một cái đêm ca nhạc rất là huyền thoại lại tạo thêm một dấu ấn lớn cho cháu Hồ Văn Cường vậy đó mà ở bên kia cứ nói rằng cháu ơi khán giả có bao nhiêu đâu chỉ có năm sáu người một bài đặt nơi hô to lớn họ có một cái sự suy nghĩ thiển cận và ánh mắt của nhìn của họ hình như là nó không còn trong sáng bình thường như là một con người nữa À, không có thể nào mà chúng ta nói rằng là à, à, thấy sao nói vậy đi à, thêm năm à, bớt 10 để làm cái gì phải không quý vị hơn nữa tất cả đều là người lớn rồi bây giờ có trù dập hay có nói xấu cháu thì cũng không ai tin được nữa mà càng bị đặt những thông tin càng du khống càng bị đặt thì người ta càng ghét hơn nữa à, tôi mong rằng quý vị khán giả ở bên kia gần đây quý vị coi những clip của cháu hồ văn cường thì quý vị thấy rằng người ta đến với cháu cường bằng sự thương yêu chân thật. Họ thấy gia đình của cháu như thế nào và họ thấy được con người của cháu như thế nào, cho nên tình thương yêu nó càng ngày nó càng bao la, nó càng ngày nó càng mở rộng và càng ngày có nhiều người yêu thương cháu cũng giống như là chị Hương Trương ở California, USA từ Mỹ trở về. Trước khi về chị cũng đã đi sắm từng cái nhỏ nhặt, từng cái này, cái kia, cái nọ để cho cháu họ văn cường cho cháu uh, uh, cái uh, dây chuyền vàng rồi cái uh, nhẫn vàng. Chỉ có những người thương yêu hết lòng mới làm được những cái chuyện đó mà thôi. Quý vị thấy đàn gà con bên kia có ai được như thế không? Quý vị khán giả bên kia hãy tỉnh lại đi. Chúng ta đã là người lớn trưởng thành hết, chúng ta nên nghe hai bên và chúng ta phán xét bằng cái công tâm của mình. Quý vị có thấy có bao giờ một người mẹ nuôi nào mà thấy những người khác trù dập con nuôi của người ta bằng đủ mọi cách mà người ta vui không mặc dù người ta đã khuất rồi. Không bao giờ có chuyện đó xảy ra. Cho nên ở đây nơi đây tôi muốn nói rằng sự kiện bà cháu đi hát vừa rồi thì bên kia cũng tìm đủ hết mọi cách nào là hổ báo, nào là thông tin bịa đặt làm cho cháu phải lung lai không trình diễn được vì thấy những người đi ủng hộ mình bị hăm dọa, bị chuyện này chuyện kia. Cho nên quý vị thấy rằng không phải ở đây gọi là hổ báo là người ta sợ, mà người ta sợ là sợ người ta kính nể là cái nhân cách sống của mình. Một người, một nhóm mà thích bịa đặt thông tin vu khống cho người khác bằng đủ thứ trò mà chúng ta có thể gọi là bẩn bựa thì không thể nào ngóc đầu lên nổi trong giới showbiz và trong giới văn nghệ họ sẽ nhìn với những người này với ánh mắt không có thiện cảm và những người này thì lại được ekip của của quản lý gọi là truyền thông cho họ một đám ô hộp truyền thông, Và tôi phải nói rằng là cũng may là cháu cường đã rơi bỏ căn nhà ấy để tự mình đi lên và giúp đỡ cho cha mẹ bản thân của mình. Sự thiên yêu thương yêu của xanh đọt chuối phải nói rằng là um, rất bao la đối với cháu hồ văn cường và không uổng công tất cả mọi người thương cháu vì uh, cháu khi mà thấy những người mà đến tặng quà cháu cũng bỡ ngỡ và cháu cũng không cầm được nước mắt và cháu cũng không biết nói gì hơn cứ ngàn ngàn và cháu cũng thấy phải nói rằng là rất là hạnh phúc và sung sướng khi thấy nhiều ngoại nhiều nội ông bà cô bác đem hết tất cả tình thương yêu của họ đến cho cháu giống như là một đứa cháu một đứa con trong gia đình Chứ không phải là một idol, không phải là một ca sĩ bình thường Cái điểm này là cái điểm mà Nhiều ca sĩ khác, nhiều ca sĩ Đã có Tuổi nghề hàng chục năm Hàng mấy chục năm Ao ước được như vậy Mà chưa chắc Vì họ đã có Được những giây phút Hạnh phúc Giống như cháu phải không quý vị à, Kính thưa quý vị À, mình à, đây mình cũng nhận được những cái à, lời bình luận rất là sâu sắc, rất rất là hay, à, đại khái ở bên kia thì cũng hay gửi cho mình về bạn à, Quang Nguyễn. À, Quang Nguyễn thì à, có người trùng tên nhưng mà Quang Nguyễn này mình chỉ nói là cái người mà hay trù dập cháu hồ văn cường, hay nói xấu cháu hồ văn cường bằng những lời lẽ mà họ nghĩ rằng họ có thể lôi cuốn được tôi và lôi cuốn được à, khán giả nhưng mà ngược lại, tôi đã từng nói những lý luận mà họ đưa ra những cái bài viết họ đưa ra nó lại là một kẻ ông đập lưng ông um, cố tình giả đạo đức mà chúng ta có thể gọi là đạo đức giả để uh, hầu dẫn dắt dư luận đi theo con đường của họ nhưng không đây là một điều sai lầm của quan nguyễn khi viết những cái bài đó đăng trong những cái clip video của cali sài gòn nó lại phản tác dụng và người ta lại thấy rằng sự cái tư duy của bạn nó rất là ấu trĩ khi mà bạn dùng những lời nói thay gì những lời nói đanh thép lịch sự ấy bạn nên dùng cho những cái youtube bờ hộ báo vừa rồi hay là những người cái gì cũng biết hết nhưng chỉ có một cái biết điều là không biết thì nó tốt hơn à, để cảm hóa người ta thay gì bạn dùng những danh từ này cho cháu cường cũng như những fc xanh đọt chuối vì họ không bao giờ có những hành động như bạn nói còn một bài khác mà cái lê sài gòn muốn chia sẻ đến bạn các bạn đó là bạn cao an à, một người có một cái uh, tình thương yêu cũng bao la cũng giống như các bạn dành cho cháu hồ văn cường nhưng bạn cao an có những uh, bài viết um, rất uh, rất thú vị và cũng uh, mình rất là mến mộ cái uh, sự suy nghĩ và cái hành văn lối viết của bạn cao an cho nên mình muốn chia sẻ đến các bạn Vâng, kính thưa các bạn, câu an viết như thế này. Đã hơn một năm qua rồi, cá ngang các bạn người bị lôi cuốn vào cái drama của Hồ Văn Cường. Vốn là một đứa nhỏ biết hát, có nhiều người là fan của em. Nhưng cũng có vô số người can dự vì bức xúc cho việc em nhỏ và cả gia đình của em bị lọt vào bẫy mở ngoặt và đóng ngoặt của một công ty showbiz ma quỷ ép làm nô lệ suốt 6 năm dài không có đường ra. Chuyện em cổng mẹ dắt cha khỏi cái động quỷ là một kỳ tích mà nhiều người tưởng như là vô vọng. Không mấy người biết đó là một chiến dịch giải cứu rất khó khăn do một số FC miền Bắc thực hiện mà mới đây được bật mí một chút. Đại đa số vẫn không biết được tình tiết gây cấn đến cỡ nào. Cách đây không lâu, có một số người đã tự thoát được bức xúc để trở lại cuộc sống bình thường như trường hợp một cô ở Đại Hàn đã hân hoan giả từ bức xúc. Gửi cho em một bộ thời trang đương đại của Hàn Quốc làm quà cho em. Nhưng với câu an, phải đợi tới biến cố dỗ đầu đầy kịch tính của nhân vật chủ chốt công ty ma quỷ. Đã diễn ra ồn ào náo nhiệt nhưng chỉ là mở ngoặt hiện tượng sấm chớp nổ to mà chẳng có hột mưa nào đóng ngoặt. Thì có thể khẳng định linh hồn của công ty đó đã thực sự tiêu diêu nơi miền cực lạc. Công ty chỉ còn là còn rắn không đầu dù bày ra kế hoạch thập diện mai phục cũng không bẫy được nhỏ cường đâu nha không không bẫy được cường lọt vào cái bẫy lại để làm gà đẻ trứng vàng như lúc trước nữa sở dĩ cầu ăn bức xúc quá lâu vì biết rõ cái sức mạnh quá cỡ của cái công ty ma quỷ này đã được xây dựng kính kẽ như một thứ tường đồng vách sắt bằng cái vỏ bọc là từ thiện Bồ Tát y như nữ hoàng võ tắc thiên hay từ hy Thái Hậu đều khoác cho mình cái áo khoác à, hào quang mang danh lão Phật gia. Con đường của công ty sử dụng việc nuôi con nuôi mở ngoặt đóng ngoặt không bao giờ lớn để quyên tiền từ thiện khắp năm châu bốn biển và khai thác hết mình lũ trẻ biết hát hò đã tịch thấu toàn bộ lợi tức từ việc chúng ca hát kể luôn cả tiền lì xì mở ngoặc đóng ngoặt rất là nhiều ý là tiền lì xì rất là nhiều cũng tịch thu luôn từ các ngoại và các mẹ dành cho các cháu công ty đó nắm được truyền thông tất cả báo chí đều cùng một giọng yểm trợ công ty hết mình và ra sức vùi dập thằng nhỏ và gia đình suốt cả năm nay không thôi nhưng những lão phật gia vô hậu và từ hy cũng có ngày tàn thì bọn tay sai sử sách thường gọi là đông sưởng có nghĩa là mật vụ nếu mà quay lại cái thời mà nhà minh đó quý vị à, nhà minh à, trước khi nhà thanh à, à, xâm chiếm nhà minh đó, à, xâm chiếm trung nguyên đó, thì à, lúc đó ở à, nhà minh có thành lập ra đông sưởng và tây sưởng có nghĩa là mật vụ của nhà vua nhưng nhiều khi họ lạm quyền Họ dùng cực hình Và họ đã giết gây chết chóc biết bao nhiêu là người vô tội Vâng thì Câu An có biết rằng Những người này có thể gọi là đông sượng là mật vụ đấy Cũng chỉ lộng hành như là bọn tàn dư Không kéo lâu dài được đâu Bởi thế lão Phật gia Bồ Tát đã viên tịch cả năm rồi thì bọn tàn dư đông xưởng showbiz tân thời cũng phải tàn lụi trên cơ sở của Cao An tự giải thoát nỗi khổ bức xúc ám ảnh quá lâu. Thực tế chỉ có những hành động không mệt mỏi của các FC xanh đọt chuối kỳ lạ không giống bất cứ FC nào của các nghệ sĩ thành danh khác bất chấp những sơ xuất như là quên lời thấy hụt hơi, kể cả tóc tai trang phục của idol cũng không quan trọng. Lúc nào cũng chỉ lo cho idol chịu ăn có đủ no chưa và tập thể thao cho mạnh mẽ một chút. Lúc nào cũng chỉ coi idol là một đứa con, một đứa cháu trong gia đình. Đó là điều các ca sĩ khác không bao giờ có được. Câu An gọi cái drama bằng cách mượn cái tên tiểu thuyết Bắt trẻ đồng xanh Để diễn tả cái bi kịch Chú nhỏ 13 tuổi Bị bứng khỏi làng quê Đất gò công Kéo theo à, Cả cha lẫn mẹ Lọt vào cái động quỷ Tới 6 năm mới thoát ra được Từ đây Cao An tiếp tục theo dõi em Trong bộ tiểu thuyết mạng Gọi là Chuyện trong gia đình Đọt chuối biến cũ đầu tiên là chú nhỏ đã phiêu lưu cùng gia đình xanh đọt chuối tới tận xứ bắc xa xôi nghìn dặm vâng kính thưa quý vị đó là lời những lời bình luận và bài viết của cao an rất sâu xa và để chúng ta thấu hiểu dần dần từng câu từng chữ một của cao an một lần nữa cali sài gòn rất là cảm ơn bạn cao an đã cho phép mình chia sẻ những lời bài viết của bạn trong những video clip của Cali Sài Gòn nói về cháu hồ văn cường. Vâng, bây giờ thì mình sẽ đọc một số lời bình luận nữa nha các bạn nha. Đây là cái điểm mà các bạn cũng biết rằng là mình thích nhất à, sau khi mà xem các clip của bạn. nhung ngô có viết như thế này trong cái đêm mà 1 tháng 10 của cháu đó, trình diễn ở ngoài về Hòa Bình đó, thì chúng nó phá đêm diễn của cường thôi, nói dọ để cho xanh đọt chuối nhục chí. Nó còn điện thoại khuyên FC về Hà Nội đừng về Hà Nội chứ, tình hình rất là phức tạp. Nếu FC vì sợ mà bỏ về thì coi như show thất bại. Bọn nó chơi bẩn lắm. Ừ. Vâng quý vị thấy không, bây giờ đó, chẳng những phá cái show của cháu Hồ Văn Cường, chẳng những gì, ma con gọi cho FC xanh đọt chuối của cháu và hâm dọa và hâm nói, cái này nói ở ngoài Hà Nội, hòa bình bây giờ rất là phức tạp, về đi đừng có coi qua ngoài đó sẽ có chuyện gì xảy ra thì nó không may. Tôi cũng hết ý với những người này rồi. Xuyên Vũ Cường hát hay quá Giọng trầm ấm đầy cảm xúc Cháu đã trở lại Và lợi hại hơn xưa Fan của Cường có cái hồn khác hoàn toàn Với lại fan của các ca sĩ khác Fan của Cường yêu Cường như tình yêu Của người anh, người chị, người em Người cha, người mẹ Hay cái tình của ông bà thương cháu ruột Họ vui thì Cường vui Họ buồn Họ đau khi cường buồn và đau. Rơi lại khi em hát xót xa khi em bị vùi dập. Nhìn FC dầm mưa 3-4 giờ để chờ cường hát mà xúc động. Không có ca sĩ thứ hai nào được như cường đâu. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Trong đó có cả youtuber Kali mình nhé. Và cảm ơn chị Vân Phan rất là nhiều. Thủy Cao. Chị... Nghe cháu Cường ca rất hay và cảm xúc Bởi trời Phật cho cháu Hồ Văn Cường ở Hiền, cháu gặp lành. Cô Libon Tôi cảm ơn chú Cali Sài Gòn nói tin về cháu Hồ Văn Cường. Tôi rất thích cháu ca, rất hay và tôi rất là thương cháu Hồ Văn Cường. Tôi chúc chú Cali Sài Gòn luôn mạnh khỏe và chúc chú tối thứ hai ngủ ngon. Vâng, cảm ơn cô rất nhiều. Chính vì Cường được yêu thương thì ekip bên phía bên kia càng tức tối nhưng mặt tình họ đi cháu cường chân chất đặc tính miền tây nên càng được yêu thương hơn đó là lời của thanh truyền dương thị thuận lê có viết cảm ơn anh kali đã chia sẻ yêu thương con trai hồ văn cường mừng cho con được fc xanh đọt chuối có tấm lòng vàng ủng hộ cho con trai con trai hồ văn cường vô điều kiện Huy Võ Mê Cường cá cổ quá anh Kali ơi Nghiện cá cổ của con trai Hồ Văn Cường rồi Đem nhạc hòa bình thật sự xứng đáng với cháu Một năm trở lại đây Là show thật sự của con tuyệt vời Cường thật sự tự tin Và làm chủ sân khấu từ trong cánh gà Cắt lên ba chữ Hòa bình ơi Nổi da gà luôn Hương Đỗ nghe lại bài bà Năm của Cường hát quá đỉnh luôn giọng hát thật là xúc động Anh nói đúng cô Hương dành cho bé Cường là tình yêu thương của người mẹ dành cho đứa con trai mới làm được như vậy. Chặng đường của cô Hương rất vất vả còn lĩnh kỉnh mấy thùng hàng đi mua từ bên Mỹ. Hương sắm từ cái quần nhỏ, giày dép, quần áo, cây quạt đến thuốc bổ nhìn thôi đã ngọt rồi vất vả vậy mà còn phải dầm mưa cả buổi tối, quá vất vả và nhìn thương hương lắm. Nhưng tất cả đều hạnh phúc và ai cũng có nụ cười vui sướng vì được gặp và nghe cường hát là vui rồi, đó là lời của chị Loan Nguyễn Thị. Huy Lê Thị đến tiết mục của con, ông trời tặng hẳn mưa đó anh và con được xuống để giao lưu cùng khán giả vui lắm. chị lê thu là phó tổng giám đốc của công ty thành đạt đó anh calia mỗi lần nghe con hát là nước mắt cứ rơi bởi yêu người út nhỏ đó là hồ văn cường đó cả nhà xanh chuối ơi ừ. cô chị ăn Nồng lại à, à, có bốn câu thơ để dành cho hồ văn cường nữa ha chị à, linh phạm thị thùy có viết cô hương thật vĩ đại có tấm lòng cao cả có bồ đề tâm Chị hai Hà Nội Chúc sức khỏe Cali Sài Gòn cùng gia đình Nhìn con trai thương quá Sao đành lòng vùi dập một cậu bé đáng thương Mỗi người một câu cầu xin cho con trai Tai qua nạn khỏi Phong Kiều quá xúc động FC yêu thương của xanh đọt chuối dành cho Hồ Văn Cường Ngồi dưới mưa 4-5 tiếng đồng hồ Nhìn thật cảm động và khâm phục lắm anh Kali ơi Lan Nguyễn Cháu Cường ở hiền gặp lành Trời cao có mắt ban phước lành xuống cho Cường rõ ràng Trời đổ mưa To đến lực của Cường bước ra sân khấu bỗng nhiên tạnh mưa Cường bước xuống sân khấu bắt tay với những vị khách mời Những cử chỉ yêu thương tuyệt vời Và trên cả tuyệt vời Vâng à, Nói sao cho hết đây Cứ mỗi lần mà tôi dám chắc quý vị coi clip những clip mà cháu cường khác không phải hai lần có người coi ba lần bốn lần các clip nào hay coi là năm sáu lần luôn nữa phải không? quý vị ha đó là một cái cách mà giống như chúng ta ủng hộ cho các youtuber cũng đã có những cái thước phim hay để cho chúng ta xem vâng một lần nữa thì cali sài gòn ở nơi đây cảm ơn tất cả anh chị em xanh đọt chuối đại gia đình và cũng cảm ơn tất cả các youtuber các anh chị em đã có những thước phim thật là giá trị trong ngày 1 tháng 10 một cái show hoành tráng lệ một cái show quyền thoại dấu ấn để cho tất cả mọi người không đi show được ở hải ngoại cũng như trong nước được xem à, được xem một cách rất là mãn nhãn phải không quý vị ha vì à, cháu cường chúng ta còn phải học hành rồi còn phải lo đủ thứ chuyện khác chứ không phải là à, mỗi tuần hay là hai ba tuần mới có show một lần bây giờ thì à, chỉ tập trung vào việc học của cháu mà thôi cháu phải bồi dưỡng sức khỏe phải có cơ bắp chút xíu thấy ốm quá vẫn chưa mập được phải không ha phải cho cường lên chừng 5 kg nữa thì ok <laughs> nhìn con thấy dễ thương quá ai nấy đều thương con rồi cảm ơn tất cả quý vị đã cùng với lại Kali Sài Gòn chia sẻ những thông tin những thông điệp tốt đẹp và tích cực về cho cháu Hồ Văn Cường cũng như là lan tỏ tình thương yêu của màu ảo xanh đọc chuối xin chúc cho đại gia đình một ngày thật vui vẻ bình an hạnh phúc và gặt hái nhiều thành công trong cuộc sống và xin hẹn tất cả quý vị trong một video clip lần sau